nữa hả? Ờ, vậy là cũng ngon lành à. Là lương nhân sau á, đi hỏi mạnh đi, em không biết.
Công nhân không? Em biết nhưng mà đứng máy thì khác. Em là hỏi mạnh đi. Lấy cho tôi đây. Đó nhà máy chạy. Làm được 500 ngàn một ngày là riêng. Rồi tiền công của mình là riêng nữa. Giải thích là bà để ông kể tôi làm xong cái này tôi giải thích. Ê, anh khách đi xong rồi. Cô là mấy ngày? 4 ngày. Vậy lấy chưa? Vậy làm chưa? Em anh làm ngày 28, hết ngày 28 được không? Đỡ bác sĩ á. Rồi, ngày 28. Tao báo 2 ngày. Từ ngày 29 anh đặt xe rồi, bây giờ anh làm ngày 28. 28 đúng không? Rồi. Là 22. Đó, đó. Ngày 1 hả? Chị đăng ký cho con chị hai đứa luôn. Nguyễn Thị Trường An. Nguyễn Thị Trường An. Không được, nằm ngoài ngoài không vô. Tại vì lương này có nhau. Lương của chị, lương thời vụ. Lương ngày thời vụ là nó 200 mấy rồi. Còn lương hơn chính thức bên em ngày công nó thấp nhờ, cho nên cái tiền thưởng nó phải cao lên đó. Ừ, ai thấy chứ không được hả? Chỉ sao không được ngoài vô ông chưa báo mà thì giờ mày cứ ghi sách sao thì mày hỏi ổng. Mày hỏi ổng hả? Mấy ngày làm 3 ngày được không? Để hỏi ổng thì có gì được thì ghi sao cũng được, để mất công á. Hiểu ý là ghi trước luôn, có gì chị ghi số điện thoại của chị xong rồi nếu được không được thì báo lại cho nó nhanh chứ, để không mất công đi chạy ghi trước nữa. Trời cao lên Mạnh, mày ghi luôn đi Mạnh. Mày ghi luôn ngay xong. Để nào muốn cho mày chạy xuống mày hỏi nữa hả? Để mày nghĩ xong, người nhà người ngoài mày vô cho vô công ty vậy. Mày ghi vô cũng vậy thôi. Dạ thời vụ là mình đã ký hợp đồng, khác có chuyện gì mình kiếm công ty của nó. Công nhân mày kiếm ai mày kiếm mã hả? Bả trốn mày á, mày giải quyết ai vậy? Chị ơi, cho em đăng ký hả chị? Đúng rồi, chị làm mấy ngày đó. Chị làm 1.600 Tết á. Rồi mấy ông, đâu chứ là chị cơ.